Lúc tương lai thành tài sẽ phiền. Let's go. Ngày gì có khăn đâu, cả nhà bên nhau. Điều đó có sẽ Ở tập trước, các gia đình đã có một ngày dài cùng nhau với rất nhiều các hoạt động thú vị. Khởi động sương sương với thử thách tiêm phòng. Sau đó hào hứng với các chặng thử thách đi tìm kho báu. Cuối cùng là ấm cúng với buổi tiệc ngủ ngập tràn tiếng cười. Và kết thúc một ngày, một thử thách bất ngờ đã được thông báo đến các ông bố. Ở tập này, các ông bố sẽ phải tự mình thực hiện thử thách đó để có được thật nhiều lợi thế trong bữa ăn sáng của năm gia đình. Và điều đặc biệt hơn hết chính là đêm tiệc trưởng thành đánh dấu cho sự lớn khôn của các bé cũng như khép lại hành trình của thử thách lớn khôn mùa 2. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng chặng đường cuối, cả năm gia đình đồng hành cùng nhau nhé! Tập 10. Con đã lớn khôn. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với thử thách lớn khôn mùa 2. Và Nicky đang đứng đây chờ gia đình của chúng ta. Và mọi người đã xem Pyjama Party thì không biết là mọi người còn nhớ rằng là chúng ta có một cái thử thách dành cho tất cả các gia đình và đặc biệt là dành cho các ông bố, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người vẫn đang băn khoăn từ tập trước khi mà mọi người xem Pyjama Party là không biết là lợi thế mà các ông bố hoặc là những cái thử thách mà các ông bố sáng nay sẽ phải làm là gì, đúng không ạ? Thì bây giờ Nicky sẽ giới thiệu luôn cho mọi người. Đó chính là ta-da! Ở đây mọi người có thể thấy là ở đây là có những chiếc giỏ này và những dụng cụ từ cái mâm này, cái mẹt này, cái tô này, cái chén cũng như là cái gọi là một cái vá, đúng không ạ? Và mọi người cũng đang băn khoăn rằng là những cái này thì liên quan gì đến bữa ăn sáng. Nhưng mà không đâu, để Nicky giải thích cho mọi người. Luật chơi của buổi sáng ngày hôm nay đó chính là đầu tiên các ông bố sẽ đứng ở khu vực này, xoay vòi voi 3 vòng. Sau đó thì sẽ dùng chân đá những đôi dép hoặc đôi giày của mình vào những cái giỏ này. Đá vào cái giỏ nào thì tương ứng với những cái giỏ đó là những cái đồ vật ở đây. Và vật dụng đó sẽ dùng là vật dụng để ăn bữa sáng của gia đình đó. Không biết rằng là cái vật dụng nào sẽ là vật dụng hợp lý nhất. Tại vì Nicky rất là băn khoăn không biết là đối với những vật dụng này thì ăn sáng ra làm sao, ăn sáng như thế nào. Nhưng mà quan trọng, mọi người còn nhớ một điều nữa không? Đó chính là ai dậy sớm, ai đến trước cũng sẽ có lợi thế, đúng không ạ? Thì đối với gia đình dậy sớm nhất sẽ được 5 lần đi lấy đồ ăn. Và gia đình dậy thứ 2 sẽ được 4 lần và cứ thế chúng ta giảm dần cho đến gia đình dậy cuối cùng. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng là giờ trễ nhất của chúng ta là 7:30. Chính vì thế mà những gia đình nào mà đến đây sau 7:30 thì sẽ không có cơ hội được ăn sáng. Và bữa sáng của gia đình đó sẽ được chuẩn bị một cách bất ngờ. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau xem gia đình nào sẽ có những bữa ăn nhiều lần nhất hoặc là gia đình nào sẽ có bữa ăn tồi tệ nhất ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem là ông bố nào sẽ là ông bố đến đầu tiên. Nicky cũng rất là băn khoăn đây. Sáng dậy được rồi, Phương đã dậy đúng giờ rồi. Hôm qua Phương cũng lo lắng là mình không biết có dậy đúng giờ hay không. Tại vì cái đêm hôm trước khi mà Phương đến thì không biết là lạ chỗ hay sao, Phương mất ngủ 2:30 sáng đã ngủ, đã tỉnh dậy rồi. Cho nên là Phương sợ là Phương sẽ bị mệt và bị ngủ quá. Nhưng mà cuối cùng thì hôm nay Phương đã dậy đúng giờ. À thì thôi. Hưng là vậy nè, hôm trước mà đi coi, hôm bữa mà Pyjama Party xong á mẹ, là đi qua bên anh Quân coi đá banh.
Cái xong Hưng mới nói ngày mai á anh em mình rủ nhau 7 giờ dậy đi, mình đi ra chung lúc là ai cũng bằng nhau hết. Mình muốn là người được đầu tiên đến. Để anh em mình đi chung đi. Vâng. Không cần tới ai là tới trước thôi. 6:30 mình bước ra thấy anh đang anh lấy anh ra mình anh trước. Anh em mình phải bước đều nha. Đây ví dụ, mọi người. Ví dụ mình bước vô anh cũng để báo thức nè. 6:31. 6:30 tại vì em canh là đúng 6:30 em mới bước ra ngoài. Đúng, anh cũng vậy nè. Bây giờ mới là 6:31 mọi người. Sao? Anh em mình tới, anh em mình người cuối cùng. Oh, mình là người đầu tiên à? Ở phía xa xa kia hình như là có người tới rồi mọi người ơi. Ông bố nào dậy sớm vậy? Đâu ra? Ai là người đầu tiên ạ? Ôi, mình đã nghe thấy tiếng người. Đây không, đây là ông bố đầu tiên nha mọi người. Ông bố đầu tiên nha. Yeah! Chúc mừng chị Phương! Yeah! Có phải người đầu tiên không? Chị là người đầu tiên! Chị biết ơi! Chị biết không? Người đầu tiên có lợi thế hôm qua em nói rồi đúng không ạ? Là chúng ta sẽ được refill đồ ăn 5 lần. Là chị ăn thoải mái luôn. Còn luật chơi như sau nhá. Bây giờ chị vào thực hiện luật chơi luôn này. Đó là chị sẽ đứng sau cái vạch đó và chị xoay vòi voi 3 vòng. Ok. Xong chị ném dùng chân phi dép vào một trong 5 cái ô này. Đó chơi bựa. Thì đó. Mới đầu thì Phương rất là mong muốn mình là người đầu tiên. Phương cũng hồi hộp đấy là không biết là có ai không, bởi Phương thật sự muốn mình là người đầu tiên đến được. Và may mắn là khi mà đến thì đúng là không có ai cả, và lúc đó Phương rất là vui, rất là hạnh phúc là mình đã làm được, đấy là mình là người đầu tiên đến. Bây giờ chị chơi luôn đi chị, không là đối thủ của chị đang tới đấy. Ok. Chị thở hồn hển rồi. Cố lên chị. Vui vẻ hưng phấn quá, mình chạy nhiều quá. Mà Trang với lại bé này còn ngủ. Mà bây giờ mình phải dậy sớm để mình thực hiện một cái tương tác với mọi người tham gia chương trình. Hai anh em mình có phải là người sớm nhất không? Chắc chứ. Chị cứ làm sao quay được 3 vòng mà được. Chị nhắm đi đã, nhắm đi đã. 1 2 3, ok ok. Bên này bên giữa. Chị ơi, đâu bên ra của chị. Bây giờ chị phải chạy ra chị nhặt tiếp. Cái này quên mất. Khó lắm, làm sao mà. Anh à, buồn mất rồi. Trời ơi, đừng nói tới hết là cười chết. Gia đình tiếp theo, ôi mình thấy những bước chân giả bước tiếp theo rồi. Ui, chị đá thẳng vào cái bát nhưng mà không được. Em chào chị. Đây, chị ơi. Cố lên chị ơi. Hello, hello anh. Hai anh em tôi bước cùng bước nha. Cùng bước. Được rồi, xếp hàng mọi người, bây giờ xếp hàng. Xếp hàng chừng nào người đầu tiên được, người sau mới được làm không tiếp. Không ạ. Mình xếp hàng chị đến lúc mấy giờ? Chị đến đây phải được 10 phút rồi. Thôi vậy chị phạm luật rồi, không phạm được. Phạm luật rồi. Không phạm luật rồi. Em thấy gì không ổn. Đúng 6 giờ em bước ra khỏi nhà. Đi về. Chị phạm luật rồi, chị đến. Vô là chị, bây giờ mọi người đừng xếp hàng đi, ai là người số 2 nào? Nhìn cho biết luật chơi này. Không, giờ hai anh em làm chung. Ta tới chung. Ok, làm chung nha. Bây giờ hai người đến cùng một lúc thì sẽ được xếp thứ hai luôn và sẽ được refill đồ ăn 4 lần. Và bây giờ mọi người chơi cùng luôn. Chơi song song luôn. Nghĩa là tranh giành nhau những cái ô này. À! Và bây giờ mọi người chơi cùng luôn. Chơi song song luôn. Nghĩa là tranh giành nhau
không tính, bởi vì là MC đang nói. Không, nhưng mà không sao rồi. Mời chị. Đây sẽ là gọi là dụng cụ dùng để đựng đồ ăn sáng ngày hôm nay của gia đình chị. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Hỏi bên nha. Quá tam sáu bận đấy. Trò chơi buổi sáng lúc mà MC Nikki giới thiệu cho Phương biết là Phương sẽ phải chơi như thế này, và Phương có thử một lần đầu là quay rồi ném dép thì không thể nào mà vào được cái rổ. Và Phương thử đến 5 lần rồi mà Phương nghĩ trời ơi, thế này thì làm thế nào mà vào rổ được vì nó quá khó. Thế nhưng mà may mắn cho Phương, hình như là đến lần thứ 6 thì là cái dép của Phương đã đi vào và Phương đã hoàn thành thử thách của mình trước khi những ông bố khác đến. Nên là Phương lại càng cảm thấy vui một chút, tự hào về cái việc là mình cũng đã là người đến sớm nhất. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Phạm Ô phải nắm tay vào ô. Một. Một. Phạm, ừ đúng rồi. Hai. Hai. Em ném phát được luôn này. Ba. Đánh một tiếng vào. Ném. Mình phải tránh ra. Ném xem. Giờ trước đi em. Ôi. À, không có đâu em. Sao rồi? Đây là cái khi một cái vòng cuối rồi. Được rồi, một vòng rồi ạ. Ok, được rồi ạ. Một vòng thôi ạ? Không, anh... Ba vòng, đúng rồi. Ba vòng lại từ đầu. Ba rồi đúng không? Đi. Được rồi. Có người tiếp theo tới mọi người ơi. Nhanh. Nhanh không làm mình càng nhiều người. Không ai tới à? Có một đoàn tới. Có kia đây đang đoàn tới kia mọi người. Gần được. Ủa mình tiểu xảo được đúng không? Không thể. Chị chơi rất fair play cho nên là mọi người cũng phải như thế. Ai tới ta? Sao không nhìn thấy ai? Ai đấy ạ? Không có ai cả. Anh nói chuyện với ai? À thì ra là anh Quân. Trời. Hello anh Quân. Anh Quân. Sao mà hẹn nhau 7 giờ? Trời ơi. Liêm sĩ của các bạn bỏ đâu? Bây giờ 6:40 mà anh. Đúng không? Anh sao dặn rõ với anh là 7 giờ mới được dậy nghe chưa? Trời ơi. Mà... Bây giờ 6:40 thôi anh đã đến rồi. Chúng ta cũng chỉ là những chú lươn gặp nhau thôi. Không biết được. Khó lắm. Đây bây giờ anh Quân anh nhìn xem là anh biết luật chơi này. Mình cứ đinh ninh là mình là người đi sớm nhất. Ai cũng vậy hết. Vì tối hôm qua là hứa nhau đúng cái giờ đó mới được đi nha. Thì mình đã lén lén mình đi sớm nửa tiếng rồi. Mà ra đó là thấy có hai bạn mà không tiện nói tên ở đây. Là hai bạn cũng đã đi sớm trước đó nửa tiếng nữa rồi. Bây giờ anh Quân là sẽ đến thứ 1, 2, 3, 4. Anh Quân sẽ đứng thứ 4. Thành ra là sẽ được review đoán 2 lần. Không nhưng mà em nghĩ à. Không. Em nghĩ nó chừng rồi à. Đúng rồi. Lấm tết. GoPro. Lấm GoPro. Anh cho đi cái GoPro luôn á. 1. 2. Ngược lại. 3. Ok. Em xoay kiểu này xong trời em. Trời ơi, không kiểu... được. Dép tôi bụi quá. Hết muốn ăn sáng luôn ấy. Đâu, ném đi. Nhưng mà cái thing này. Tại sao thế? Có nghĩa mình sẽ fill up 4 lần bằng cái này. Mình vào cái rổ nào thì mình. Nhưng mà như vậy đến sớm làm gì? Thì quan trọng là cái kỹ năng thôi mà. Trời ơi. Ví dụ mà đến muộn mà vào cái này thì cũng sẽ được ít lần hơn. Bây giờ mình được 4 lần thì mình đỡ hơn. Chứ đến chót là đúng 4 lần. 4 lần mà không được bằng 1 lần của cái này này. Không bằng 1 lần cái của này, cái bát. Cái này ok này. Anh nhớ là anh ném khoảng tầm 6-7 lần thì không biết có phải 6-7 lần không? Tầm đấy thì phải. Nhưng mà kiểu cái cảm giác một sáng mình vừa mới ngủ dậy, mình chưa được ăn sáng, thậm chí là chưa uống miếng nước nào, kiểu như là vội vàng vàng chạy ra để sợ không kịp với mọi người ấy, mà phải xoay, đầu tiên xoay 3 vòng thôi đã thấy chóng mặt lắm rồi, xong lại còn phải tung cái dép đấy vào phải đúng cái vị trí đấy nữa. Đấy thì lần thứ nhất bắt đầu là thấy bình thường,
còn đỡ. Bắt đầu lần thứ hai là anh bắt đầu anh thấy kiểu chóng mặt, anh thấy kiểu khó chịu rồi, kiểu như cứ xoay như này. Thế mãi về sau lần cuối cùng ấy, khi mà anh ném vào ấy, kiểu như cảm giác thích ơi là thích, nhưng mà cuối cùng thì mọi người lại bảo là ném vào đúng cái ổ cái chén này. Good morning. Xin chào tất cả mọi người buổi sáng. Và Quốc Nghiệp đang đi trên một con đường của một cái khu nghỉ dưỡng. Ba mẹ con đang ngủ ở trong nhà, chỉ có riêng một mình Nghiệp thôi. Và bây giờ Nghiệp đang chuẩn bị với một cái thử thách gì đó ăn sáng. Không biết có bố nào dậy chưa thì Nghiệp không biết, nhưng mà có mình bố Nghiệp là dậy trước rồi. Cho nên thôi để tiếp tục xem tình hình đến đâu nha. Thật sự là ra cái luật chơi tối hôm qua thôi mà mình biết là mình đã thắng rồi. Tại vì đồng hồ báo thức ngày nào cũng phải dậy hết á, phải chở con đi học, cho nên Nghiệp quá bình thường, cho nên là cái tập này á, mà nếu mà Nghiệp có thắng á, thì là chuyện đương nhiên nha mọi người, chứ đừng có sắp đặt hay là biên tập kêu gì hết nha. Ồ, biên tập có nhắn tin sớm. Nhưng mà anh Nghiệp hình như là thực hiện đúng cái lời nói hôm qua của anh ấy hay anh sao? Anh đúng ấy? Mà thực hiện đúng luôn. Hôm qua vợ đến muộn. Không, anh Nghiệp không cần đâu. Phải tâm sự với nhau cũng lâu. Phong cảnh thiên nhiên với những cái không khí. Bữa nãy chạy bố nó quá trời. Trời được ơi. Vừa thôi. Thôi em đừng có đụng như chiếc dép của anh nữa, cái phong thủy nó không có tốt đâu, anh cứ đụng vô hoài. Em nhả dí cho anh rồi. Ai đã đang tới thì phải. Sao ai cũng nói là dậy 7:30 mà sao 7 giờ có mặt đây hết rồi. Mọi người có mặt từ lúc 6:30 anh ạ. Đúng 6:30 luôn. Dậy luôn hả? Vậy là anh là người dậy trễ nhất hả? Anh là người cuối cùng. Nãy giờ anh rất là tự tin là anh là một ông bố hoàn hảo, bởi vì ngày nào mình cũng 6:15 mình dậy. Nhưng mà nói... quan trọng là đến sớm, quan trọng là anh phải ném chúng ở đây cơ. Và anh đến cuối cùng nên anh chỉ được refill một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Cái tập này á, mà nếu mà Nghiệp có thắng á, thì là chuyện đương nhiên nha mọi người. Chuyện đương nhiên nha mọi người. Khi mà chương trình ra một cái luật chơi là phải thức dậy từ 6:30 đến 7:30 được ăn sáng, và nếu như ai thức trễ thì sẽ bất lợi. Thì ai cũng đồng lòng, và nhất là những ông bố nói: anh ơi, Nghiệp ơi, sáng mai 7:00 chúng ta thức dậy cùng nhau nha. Chúng ta phải ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau. Thì sáng sớm có mình thức dậy thôi. Anh đợi đúng 7:00 anh mới bắt đầu anh đi từ nhà ra. Thì đi từ nhà ra thì vừa đến ngay cái chỗ chơi thì nhìn thấy 4 khuôn mặt. Mình nhìn thấy cái mặt ông Pha Bộ bự dần dần vậy đó. Xong rồi mình ngó qua mình thấy ông Quân mặc đồ rồi mặc rồi kia chưa rửa mặt luôn, tóc tai tèm nhem. Xong rồi mình nhìn qua cái thấy bà Lan Phương cũng không có make up. Rồi ông Phí Ngọc Hưng ông cười khà. Cái mình biết rồi, mấy ông này ông chơi mình mà ai cũng muốn ăn sáng sớm hết á. Là bây giờ sao anh phổ biến lại cho em coi là làm con voi voi. Bây giờ là hít đất 10 cái, chạy một vòng ở đây, ăn hết một cái trứng gà, xoay 10 vòng xong. Thì thôi thôi, ăn đi, biên tập xong hôm nay. Quay, mới vừa nghe voi voi. Quay 5 vòng, cầm này quay 5 vòng xong anh em à. Ủa 3 hay 5? 3. Trời ơi. Giang mình ngâm rồi đứng không nổi luôn. Thấy ông bố mày hậu qua đi lấy trứng đồ chung đội. Rồi, chơi nha. 3 vòng ạ. Sao có voi voi để gì vậy? Thôi ạ. Nhiều khi phát này vào luôn. 1. 5 vòng ạ. 2. À, ai bỏng ra rồi bonus thêm một cái luôn. Ok, bốn đi luôn, đi luôn. Ông này ra dễ đi chứ. Không nghỉ bây giờ anh vô làm về liền á. Trời ơi, nghỉ lâu quá. Anh vô làm về Sài Gòn liền đâu.
đúng cần giết luôn đấy. Đó luôn. Nhiều khi phát này vào luôn đấy. Thôi, bây giờ anh em mình lòng lòng đi. Không về. Bây giờ mình cứ thử làm mấy lần đi. Không ổn với mình chạy lên đây bọn mình hứng cho nhau. Mà đẹp chứ, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Như còn nhám. Cái này chẳng qua là em chưa có quen với lại cái độ nặng của cái đôi dép này thôi. Đúng rồi. Là cho khác nhau. À, tôi không giao nghiệp lần nào, chỉ có một lần thôi. Vậy hả gì? Giá như là nghiệp phải lấy cái này. Ủa, nhưng mọi người cũng giống nhau thì có khác gì đâu. Gì hả? Vậy là giờ anh hết tính rồi hả? Còn mà. Thôi, mình tranh thủ ra, mình tranh thủ. Nani? Mọi người biết ai làm ra trò chơi này không? Ai? Những người mà hôm qua viết thơ á. Nói la quá là gì? Nói người ta quá. Một cây làm chẳng nên non. Năm gia đình chụp lại. Đi tìm chìa khóa. Đi tìm chìa khóa. Wow, thực sự xuất sắc. Anh lên bố. Không, anh làm vậy em không thích đâu. Nhưng mà em không thích đâu. Là được tính không anh? Vẫn được tính kìa. Mọi người bảo là thôi chứ em là mô là giống như là Maradona ngày xưa. Đụng mà làm vậy làm thế là nhận. Cái quay vòi voi á, lần đầu tiên mình quay luôn á. Sợ chóng mặt đúng không? Quay có 3 vòng mà ba đã thấy chóng mặt rồi. 3 vòng mới thấy chóng mặt rồi. Xong rồi sao? Mình á, mình là người chân size 46 mà mình mua không hiểu tại sao á, mình mua cái đôi dép rồi mọi người. Nó có thêm cái viền ở xung quanh cái size chân của mình nữa thì nó thành ra 48 rồi. Cái dép như chiếc thuyền. Nó là chiếc sườn rồi mọi người. Xong rồi bây giờ á, quăng vô cái rổ không vừa. Rồi xong rồi dép cao su nữa, nó chạm xuống cái bung 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 của nó ao ra ngoài. Nhưng mà nhờ anh Quân bát của anh Quân sút vô cũng thành để có được cái tô chứ không thôi cũng xong rồi. Chóng mặt thay rồi. Thôi xong rồi bốn mình về đi để anh lấy cái rõ ra. Đi quay đi. Ủa, anh. Bây giờ không có sự lựa chọn đâu. Giờ phải lấy. Nhưng mà bây giờ quan trọng là có vào hay không thôi, còn nếu mà không vào thì sẽ không được ạ. À. Bây giờ phải cho vào chứ không vào đứng ngay hoài luôn đó. Đúng rồi. Mày lấy đà nè anh, chuẩn bị nha. Nhìn lấy đà cho nó 1 2 3 nó chế nè. Rồi. Không có gì anh, không có gì. Không có cầm nắm nhưng mà không có gì anh. Không có gì anh. Anh không có gì anh. Không có gì. Không phải. Ủa là trong đây làm gì có gì. Bây giờ chỉ còn 2. Bây giờ anh chỉ cần được ném đúng vào cái ô này thôi. Đúng chỉ một ô duy nhất thôi ạ. Em bảo bây giờ anh quay phát 30 vòng luôn xong anh ném 10 lần. Đúng không anh? Được không chương trình? Được. Quay 30 vòng xong rồi ném 10 lần như này luôn. Đúng rồi. Được. Cái này giống sổ số này cơ chứ. Mà không lẽ kỹ thuật như siết như mình đỉnh cao của thế giới mà bây giờ đẩy cái này vô cũng không vô nữa. Thì đó, nè, cuộc đời nó kỳ lắm. Cái người mà hay nói hay khoe về anh là lâu mới vào lắm. 1 2 3 xỉu đó, quay ngược lại chứ. 4 5 6 Rồi, chơi 2 phát trước đã. Không bỏ mà đại dương ơi. Anh tưởng tiếp viên siết đi rồi. Khi anh ném 10 cái. Anh còn 24 vòng nhá. Vậy thì bây giờ anh quay nốt 24 vòng còn lại. Thôi cả đi, đúng được. Nhanh hơn chứ không, quay tiếp đi. 1 2 3 Rồi nãy là như là em dư có 1 cái thôi nha. Đúng không? Đúng nguyên tắc là 6, 9 vòng đó. 1 Thương ghê à? 2 14 gương mẫu, 14 Vĩ đại, cũng khổ. Cái này con. Chương trình có thể ăn. Tự tua đi tua lại được không vậy? Khó lắm, tại background mỗi người cười kiểu mình không có gì quay lại được ấy. Trời đất, cái đầu thì số mấy? Số mấy? Chắc luôn á. Số 3 chị Phải hiểu là anh Nghiệp ra với một tư thế kiểu rất là bình tĩnh,
quay rất là chuyên nghiệp, xong đến lúc ném dép, cái động tác của anh ấy, em phải hiểu cái động tác của anh ấy ném dép rất là dứt khoát đúng không? Dứt khoát, rất là chuyên nghiệp, nhưng mà nói chung là nó hượt đến hơn 30 lần thì em nói chung là phải quay hơn 30 vòng thì em hiểu đấy. Anh Nghiệp cũng là một trong những top mà quay vòng nhiều nhất. Rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Khổ lắm. Nhưng mà anh biết là nãy giờ cái đó là của anh rồi, anh đâu cần phải quăng dép đâu. Phải không ta? Đúng rồi. Không còn ai lấy cái này nữa đâu đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì chị Phương sẽ được 5 lần lấy đồ ăn. Tiếp theo Hưng và anh Sabo sẽ là 4 lần. Anh là 2 lần. Sao vậy? 4 là tới 3 chứ. Tại vì là hai người này chịu quyết định là chung số phận, không ai 3, không ai 4 hết. Nên là cái số 3 nó bị mất. Và cuối cùng là anh Hiệp sẽ được 1 lần duy nhất. Một giác cháo thôi cũng được nữa. Vâng, nhưng mà cho tất cả mọi người trong gia đình. À, cho gia đình anh hả? Vâng. Anh không ăn sáng. Ok. Còn bây giờ thì mọi người đã hoàn thành thử thách buổi sáng rồi. Mọi người có thể quay trở lại gia đình mình để có thể ngủ tiếp. Hoặc là thông báo với gia đình mình là mình nhận được cái gì đó. Tùy mọi người thôi ạ. Còn bây giờ là thời gian free cho mọi người về gia đình ạ. Mẹ ơi. Ơi ba. Ba giờ rồi. Dạ. Chơi quay dòi dòi. Quay 3 vòng. Xong rồi phải quăng chiếc dép vô cái rổ. Để chọn đồ để đi lấy buffet. Trời. Vậy là cuối cùng chọn được cái cô đấy. Nhưng mà cái này là đỡ á. Ba với lại phía Ngọc Hưng tới trước. Xong rồi Hưng quăng vô được cái chén có chút xíu đường tương vậy. Dạ. Trời, cái chén như đây hả? Vậy là cái này có phải cái to nhất chưa? Không, của anh Quân là nguyên cái mâm á. Giống như là tiệc. Thôi đó. Chúc mừng quê nha. Rồi quăng dép bự quá không vô rổ. Thôi vậy là giỏi lắm rồi. Hãy nhìn đi. Tôi tưởng như bà đi mua cái má bự bằng cái đâu vậy? Cái gì vậy? Vớt trứng như nè. Lát nữa mình sẽ ăn cháo bằng cách lấy cái này mình múc một giá này thôi cho cả nhà mình ăn. Ủa là sao? Tại vì sáng chơi trò chơi ai mà lấy cái gì á là sẽ ăn cái đó. Ba chơi trò chơi đó ba có ăn. Trời ơi xong rồi này ơi, có đồ ăn sáng rồi này ơi. Gì? Đồ ăn sáng gì nguyên cái mâm không vậy? Trời ơi mình hay lắm này ơi. Phải lấy cái đôi dép á, phải lấy cái đôi dép nè, phải quay quay vậy nè, phải quay vậy nè. Đây nè, xong rồi lấy đôi dép á, đá vô cái rổ kia, trúng cái nào lấy cái đó. Cái rổ có cái mâm này là cái rổ nhỏ xíu à. Thật ra là cũng không nghĩ, không ngờ là bất ngờ là chồng mình giỏi vậy, là tại vì về hào hứng lắm. Trời ơi, hả? Ba nè, đi coi nè, ba lựa được cái mâm nè. Trời ơi, gia đình Mona có cái chén nước mắm thôi à con ơi. Này kia nọ, lê. Mình nghĩ là ảnh giỏi lắm nha. Bà nói là ba phải đá vô một cái lỗ nhỏ xíu để có thể lấy được cái mâm bự này. Thì mình nghĩ là wow, cũng khéo đó. Ôi, cũng giỏi, cũng chính xác, độ chuẩn xác cũng khá là cao. Ai về bây giờ mới biết đá rất nhiều mới vô được. Không, nói chung là cũng có sự cố gắng vì miếng ăn của gia đình mình. Em ghi nhận, cảm ơn anh. Xong bây giờ mình sẽ lấy cái này là mình đựng đồ ăn, hiểu không? Hiểu chưa? Đáng lẽ là ba mà nhận được cái mâm đó là mọi người khỏi cùng chơi luôn. Mọi người với nguyên gia đình con với mấy gia đình của Bì, Lina, Hùng Tâm, rồi Bona nhào vô ăn hết con nữa. Ăn hết nguyên cái mâm đó luôn. Ba đã mang được phần quà về cho Bona, đó chính là một cái để đựng thức ăn. Cái gì vậy? Vừa đến sớm rồi. Chán ghê. Nhưng mà cái phần mà mình quay này, khi mà mình hất vào ấy thì cái đấy hên xui đúng không? Làm sao mà mình tính được? Nhưng mà anh đến sớm thứ mấy? Tao phải đến sớm thứ mấy? Anh đến sớm thứ hai luôn ấy, xong rồi chị Lan Phương. Thì bây giờ nhá, anh tính là mình sẽ ăn bánh cuốn xong rồi. Bánh cuốn trong đó cũng không để được ấy. Bánh để cuốn, được một dòng bánh cuốn hết. Bánh cuốn bô ra chỉ cần ăn như này là đủ này. Mình để dày đến như này này. Nè để rồi. Nè để mấy ớt của Mona vô là vừa nè. Đó, ăn như đây thôi. Không thể ăn gì nữa đó. Chán. Nhưng mà ba cũng có công sức dậy sớm mà. Mona nói đi, chán ba gì? Chán ba gì? Chán ba miếng đi, ủng hộ. Rồi. Ủa? Mà tính của Nhân là Nhân hay kiểu càm ràm, Nhân hay nói cho biết thôi. Thật ra là tận sâu trong đáy lòng của mình thì mình cũng rất là cảm kích. Tại vì mình hiểu là dậy sớm xong rồi tham gia game để lấy được cái gì đó về cho mình. Trong cái đó mình ở nhà mình cũng
rảnh rỗi cũng nằm sướng điều hòa mát thì đó thì mình cũng phải biết ơn chứ, phải học cách biết ơn chứ đúng không? Nghe nhá, cái này nhá con biết dùng để làm gì không? Không, để mình đi ra buffet mình lấy đồ ăn sáng. Ừ, mình sẽ không được ăn bằng đĩa mà mình phải ăn bằng cái này. Yêu thương lắm luôn á, con hiểu không? Mẹ giữ kẹo giùm con nhé. Rồi đưa đây. Rồi mẹ giữ giùm con, mẹ hứa là đợi mấy chị ăn xong mẹ mở bịch kẹo này ra con chia sẻ với mấy chị nha. Bây giờ là mình sẽ lấy đồ ăn. Đồ ăn nào cũng được ha. Nghĩa là trong cái tô này thôi à. Ôi con gái ơi, xin chào con. Ôm à, kẹo hả? Con cho con đi hả? Trời ơi kìa, anh Điền kìa. Trời ơi, cho anh Điền kẹo, anh Điền nói sao? Cảm ơn em. Ôm em cái mới được lấy kẹo. Ôi, hôn cái luôn. Kẹo bồi cho mẹ của mình thích nhất. Trời ơi, đây. Mấy chị có thể tư vấn cho em là nếu như có một cái muỗng này chúng ta có thể bỏ đồ ăn gì lên trên đây mà ăn được 4 người mà no nhá, chỉ được một lần này thôi nhá. Bây giờ để anh sắp xếp cho nè. Rồi con trai thích ăn gì nói vào bác sắp xếp cho nè. Ok, một miếng rồi, ăn cái khác đi. Rồi lấy một bác lấy tiếp cho con, muốn ăn hai cái này chứ mà má. Cái này mà nó lên là nó đầy hết là con không có để đồ ăn được. Từ từ bác sắp xếp lại. Chưa bao giờ mình cảm thấy mà mình ăn sáng khổ như vậy. Bây giờ là mẹ không được đựng trên cái này, mẹ phải đựng tất cả trên này luôn. Mình bỏ lá chuối lên nhá, cho đẹp. Rồi đi lấy đồ ăn thôi mọi người ơi. À, chả lụa với trứng kia là ok. 2 miếng rồi. Em sắp như nhà hàng vậy anh thấy không? Trời ơi, beautiful. Gì nữa không ta? Được, anh sẽ có cách đựng hết. Em yên tâm, chán anh đã tính. Ăn húp à? Húp anh đã tính hả? Hết rồi. Tính chịu. Bè, chán bè ghê. Bè ăn này, chả. Chả bò ăn. Thôi kệ, chứ đâu bò đâu có ăn gì khác. Trứng. Trứng. Thôi, ăn này mì trứng á. Mì trứng bình thường mà. Anh nghĩ là cái này thôi anh một cắt ra. Một miếng chả xong một miếng trứng, một miếng thôi. Một miếng thôi. Một miếng rồi, một miếng trứng. Một miếng trứng. Rồi đó. Cái này là kiểu style ăn nhà hàng sang trọng nè. Đúng rồi. Chính xác. Nó mới gọi là ngon. Ngon đúng không? Rồi được rồi ba, sao nhiều vậy? Là một giá mà, mình có thể làm được tất cả mà. À, cho nó có cái thọn giữa đi. Rồi. Không, lật ngược lại. Vậy đó. Có gia đình của Nghiệp cũng thể hiện rất là rõ tinh thần nghệ thuật xiếc của mình. Đấy là việc mà chồng chất các cái món đồ lên nhau một cách khéo léo và không để bị rơi. Thì cũng giống hệt như là công việc của Nghiệp biểu diễn cùng với anh trai của mình. Thì là cái vá đó được chồng chất một cách khéo léo, nghệ thuật lên nhau và không rơi, không rớt và giữ
chắc ở trong này. Và khi mà cả gia đình 4 người cùng ăn thì cũng không hề rơi ra một miếng nào. Và ăn hết cái này đến cái kia rất là logic, rất là khoa học. Bây giờ mình phải ăn trên này con ạ. Tính ra của mình rất là nhiều luôn á ba. Của mình tiện. Không, em còn ông anh nữa. Ông anh đó, ổng tới đây ổng lấy đồ ăn là đãi được cái tiệc sinh nhật ở đây luôn. Đi coi, đi vòng nhà mọi người ăn cái gì vậy? Đâu có no phải không? Phải ghé không? Có no phải không? Dạ, cái gia đình này, gia đình vậy? Ô, gia đình này quá trời luôn. Ôi, mấy giờ mọi người ăn cái gì vậy? Nhiều phê đó. Trời ơi, nhiều ghê luôn nè. Bên ghế này. Bên ghế này. Lô 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 lô. Nhâm 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 nhâm. Trời ơi, cái mông quá đẹp. Ờ, rồi mọi người ăn có no không? Mọi người có chờ đợi em không? Có. Gia đình này rất là thủng thẳng. Không biết ăn sao cho hết luôn. Thôi mình đi lấy đồ ăn cho mọi người. Thôi mình đi lấy đồ ăn, mình ăn thôi. Ờ trời, ăn biết sao cho hết luôn. Không, nói vậy chứ lấy chung cho mọi người bên kia em. Mình lấy chung cho mọi người mà, mình đâu có phải vậy đâu. Không anh, ủa nhưng mà mình được lấy mấy cái? Lấy mấy hai lần. Lần hai lần hả? Hai lần thôi hả? Ít quá vậy ta? Ít quá vậy? Lấy thêm đi chồng, lấy thêm luôn đi. Gì nữa? Nữa hả? Nữa? Chủ cái mâm mình bự mà. Mắm mình xuất sắc luôn, anh bỏ con rượu ngoài này cho nó chưa, gia đình nó hả? Thôi. Trời ơi, thật là thịnh soạn. Đúng rồi, rất là biết ơn chị Vân Trang đã lấy trà bá lửa quá trời đồ luôn. Cái mâm giống mâm cổ vậy đó, giống như là nhà mình nghèo đói xong rồi bắt đầu tự nhiên mình được mời ăn cổ. Mình thấy, ồ, cuộc đời là đây rồi. Tóm lại là mình ăn trong sự mà tính toán nào là cái này để cho con, cái này để cho chồng, xong mình nhìn đói nhìn khác, xong mình được mời đi ăn dỗ vậy đó. Sao không mua, có muốn xe không? Thôi, lại đây hôn anh một cái này. Em ơi, mà chương trình ba bồ ơi có luật, có nghĩa là người nào ăn cái của người đó nhưng mà ăn không hết là bị phạt. Em hiểu không? Lấy nhiều quá ăn không hết là bị phạt. Cái gì? Luật giao đâu, luật là phải giao luật từ đầu chứ đâu mà tới bây giờ mới giao luật. Em ơi, em coi như ổng tặng hình đi em. Chị bất chấp gì vậy? Em hiểu rồi đó. Đó vậy không? Hôm qua trả lời câu hỏi ngày mai, nhớ coi cái tập đó giùm em nha. Hôm nay em gặp chị em mới biết á là ai là nóc nhà. Tuy dụng cụ ăn sáng có hơi bất ổn, nhưng bằng sự chia sẻ, tình thương mến thương, tất cả năm gia đình đều có một bữa sáng no nê, đầy năng lượng cho hoạt động tiếp theo. Thử thách lớn không? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thử thách lớn không? Nhưng mà lúc này thì mọi người cũng đã hoàn thành bữa sáng hơi bất ổn từ chương trình rồi. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với những thử thách của ngày hôm nay. Nên bây giờ sẽ là một thử thách dành cho tất cả mọi người trong gia đình luôn. Đây. Cho Nicky hỏi là ở đây ai là có khiếu về âm nhạc, về hoạt động, các thứ nhảy nhót ạ? Trời ơi, con gan quá vậy? Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho gọi là những dancer chuyên nghiệp trong gia đình chúng ta, đó chính là thử thách quay một MV nhảy trên nền nhạc của chương trình. Phải nhảy hả? Vâng, mỗi gia đình sẽ được đưa ra một đoạn nhạc và mọi người sẽ phải biên đạo, phải cải tổ nó, phải biến nó thành một bài nhảy, một bài múa gì đấy thật phù hợp và kết hợp lại với nhau. Thì bây giờ đoạn nhạc sẽ được chia nhỏ ra, mỗi gia đình sẽ có 15 giây để biên đạo. Gia đình Queenie đầu tiên ạ. Tiếp theo đoạn nhạc 15 giây dành cho gia đình Hùng Tâm, xin mời. Mười lăm giây tiếp theo dành cho gia đình Nina.
không đâu, cho mẹ luôn là người dân được. 15 giây tiếp theo dành cho gia đình Cobin. Khúc này là của nhà mình nha. Mẹ chỉ cho, mẹ chỉ cho. Nè. Từ từ nha. Thật lớn không? Đó, động tác đó hay quá. 15 giây dành cho gia đình Bona, xin mời. Bona nhảy nha. Dễ thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 15 giây mà mọi người sẽ nhảy chung với nhau ạ. Và còn một điều nữa, đó chính là mọi người sẽ cùng nhau, cùng tất cả các thành viên trong gia đình lựa chọn một background, một phông nền thật là đẹp để có thể quay lại cái sản phẩm của mình. Và sau đó thì bên chương trình Thử thách lớn khôn sẽ ghép lại tạo thành một MV của tất cả mọi người trong mùa này. Và thử thách của mọi người sẽ được thực hiện trong vòng 90 phút. Mọi người ơi, mọi người cùng hô sẵn sàng để bắt đầu nhá. 1, 2, 3, sẵn sàng! Ba mẹ yêu thương, nên con phải chăm học. Mặt sau, người thông minh. Cái chân không ai phát hiện. Đúng rồi. À, đúng cái chân con duỗi xuống vậy hả? Con giờ con muốn duỗi hay con muốn đá lên à? Con quen sao? Con quen chị. Rồi rồi, mẹ làm vậy luôn. Ba. Duỗi chân nha ba. Hả? Duỗi chân vậy luôn mẹ cũng duỗi hả? Nó lộ mà đâu có gì đâu em. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Rồi 2, 3, 4, 5. Rồi 1, 2, 3. Đúng là, bây giờ thở ra. Rồi cười ra. Cười này, cười. Thay vì mình bây giờ mình đưa hai này lên. Ok, ba biết này làm được mà, này vui được mà, đúng không? Okay, mấy chú nè. Đứng đợi kìa, con không muốn mấy cô, mấy chú đứng đợi mình này, không? Con cười dễ thương cho mấy cô, mấy chú vui thôi, mấy cô, mấy chú đứng nắng nãy giờ kìa. Thử thách lớn khôn, yeah. Từ nay con sẽ lớn khôn, bước đi không dài còn nhiều phía trước. Và con sẽ không buồn đâu, có mẹ luôn là người dẫn. Mẹ chút thôi, một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó. Con tự tin vào chính mình, giúp con hạnh phúc hạnh phúc. Thử thách lớn khôn. Yeah. Yeah. Yeah cái đi, yeah cái cho nó hết buồn nè, lẹ nó đi. Yeah. Rồi. Tay này thì bên nào? À, bên này. Mạnh mẽ như vậy là sao? Cái này trước đúng không? Cái này trước đúng không? Chỉ mẹ với, chỉ mẹ với. À tay này là chân nào? Tay này là chân nào con? Tay này là chân nào? À tay này là chân này. Dạ tay kia là chân kia đúng không? Tay này là chân nào con? Chân kia. Ok rồi. Mẹ hiểu rồi, xong rồi tiếp tục là động tác gì nữa? Làm cái đó xong rồi tới động tác gì nữa? Một chút nữa thôi, mình làm sao một xíu được không? Mình làm giống vậy được không? Một xíu giống như mẹ hay nói á. Rồi ba với mẹ làm thử con coi nha. Không phải luôn hả? Chứ sao con? À vậy á hả? À mạnh lên, mạnh lên, mạnh mẽ là phải mạnh lên vậy phải không? Ok rồi. Do you want to play this playground with me? Do you want to push the scooter home? But it's broken. But I can fix it. After we're done, I can tell someone to fix it. It's very easy, it's all about your mind. Con nhớ không? It's all about your mind. Your mind can tell you what to do and your mind can do it. Your mind say, you want to do it, but you just don't want to do it. Lina,
Không muốn làm, mặc dù là bên trong của con Phương biết là con muốn làm và con sẵn sàng làm. Nhưng mà Lina vẫn đang ở trong cái giai đoạn là đang tìm hiểu mình, tìm hiểu người khác, xem cái quyết định của mình có ảnh hưởng đến quyết định của người khác hay không, xem mình có tác động được đến bố mẹ hay không, hay là xem là mình có nên nhượng bộ bố mẹ hay không. Nhưng mà Lina đang ở trong cái giai đoạn hiểu về mình, hiểu về cái quyền lực của mình cũng như quyền lực của bố mẹ. Chính vì vậy là bạn ấy cứ kéo dài cái thời gian từ chối hợp tác với mẹ. Ok, 10, hết. Thôi mẹ ra không ấy nữa. Thôi mẹ trả anh nữa. Cái lúc mà Phương bảo thôi nếu mà con không ấy như thế thì mẹ sẽ đi đây. Mẹ cũng không muốn làm gì nữa đâu. Mạnh mẽ và quyết liệt như thế khiến cho bé cảm thấy là thực sự là mình có nên cứ cương quyết theo cái cách của mình hay không, hay là mình chỉ cần phối hợp một tí với mẹ là mọi thứ đã xong rồi. Điệt thế. Không chứ phải làm thế. Đây nào, somebody say something. Điệt thế. Sao mà phát. Thử thách nhảy với nhạc có vẻ đơn giản, nhưng hóa ra lại có chút khó khăn với các ông bố, bà mẹ. Không biết thành quả cho sự nỗ lực này là như thế nào đây? Cùng chờ đợi siêu phẩm đáng yêu tại đêm tiệc trưởng thành sẽ diễn ra ngay bây giờ nhé! Thử thách lớn không? Chào mừng gia đình bé Hùng Tâm. Chào chú Nicky. Ôi dễ thương thế nè. Từng cái bức ảnh đó, nó hiện lên trong mỗi người từng cái suy nghĩ và những cái kỷ niệm khác nhau. Mình nhớ lại hôm đó quay như thế này, cái bạn đó khóc ra sao, Hùng Tâm vừa cười như thế nào và vui như thế nào á. Có nghĩa là đã hiện lên hết, đúng là một cái con đường ký ức. Tập đầu tiên của chúng ta. Chị em. Này của chúng ta nè. Elsa. Elsa to thì Elsa nhỏ con. Chỗ bà nổi da gà luôn không nè. Một hành trình rất là dài. Gia đình Corbin. Oh my god. Corbin nè. Wow. Oh my god. Wow, dễ thương quá. Queenie. Quá. Đây, giờ cô lên Phương. Quá tuyệt vời ha. Hay quá luôn á. Nhìn hình mà muốn khóc luôn á. Khóc là tại vì sóng quay rộng. Mình nhớ lại cái ngày, cái tập, cái video mà ngắn đó, người lạ đó. Thì nói trời ơi, gia đình mới gặp nhau ở đây, mới gặp nhau đúng không? Mới làm quen được ekip. Mà bây giờ lại đóng máy kết thúc rồi. Và nó trôi qua nhanh quá. Trời ơi, hình mình kìa, con kìa. Hello anh. Hello mọi người. Wow. Wow, hình gì nè. Wow. Đẹp trai quá vậy, trời ơi. Yippee. Trời ơi. Luna sắp hết rồi. Trời ơi, dễ nuôi. Luna biết sắp hết rồi. Luna là con. Ôi, bên này. Bên này. Bên này nè. Đâu bên này là con thỏ nè. Có những cái khoảnh khắc nó cũng rất là đời thường, nhưng mà qua cái con đường ký ức đó thì đúng nghĩa là mình thấy được là hóa ra mình cũng có những cái khoảnh khắc nó đẹp và nó nghệ thuật như vậy. Đầy đủ hết mọi cái cảm xúc ở trong đó, có lúc vui, có buồn, có giận giận, có ngơ ngơ, có bất ngờ, có nói chung là rất là nhiều cái cảm xúc. Tự nhiên lúc ấy cảm giác là nó cứ bị kiểu như là hụt hẫng sao ấy, buồn buồn sao ấy, bởi vì là sắp phải chia tay với mọi người. Hôm bữa cái sinh nhật của Hùng Tâm nè, phải không? Làm ở nhà anh nè. Hôm bữa quay anh. Đúng rồi, quay cái tập ở nhà anh đó. Dễ thương không? Cái sinh nhật Hùng Tâm. Con reo lên sung sướng nói với mẹ rằng: mẹ ơi, ảnh của con này, cái này này, ảnh của con này.
tôi chỉ cái này là có mẹ có con này, thì cái niềm vui trong mắt của con và cái thích thú của con khiến cho Phương rất là hạnh phúc. Bây giờ mời mọi người gửi lại lời yêu thương cho thử thách lớn khôn mùa 2 ạ. Wow. Chào mừng tất cả các gia đình của chúng ta đến với đêm tiệc trưởng thành của thử thách lớn khôn mùa 2. Đây là một đêm tiệc mà chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để có thể xem lại chặng đường vừa qua. Một chặng đường tuy chưa hẳn là quá dài nhưng mà cũng đủ để mọi người có thể thấy được sự trưởng thành và sự thay đổi của các con mình, đúng không ạ? Từ những ngày đầu tiên các bé đến đây chỉ là những bé nhỏ cần sự bao bọc và che chở của bố mẹ. Nhưng mà sau khi chúng ta cùng nhau tham gia những thử thách thì mọi người cũng thấy được sự trưởng thành và cảm thấy tự hào hơn ở các con của mình, đúng không mọi người? Nếu mà mọi người cảm thấy tự hào thì có thể cho các bé một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đây là đêm cuối cùng của thử thách lớn khôn mùa 2 rồi. Đây là điểm dừng chân của mùa này thì không biết là mọi người có cảm xúc như thế nào không ạ? Đây ạ. Rồi, luôn là người giơ tay đầu tiên ạ. Em xin nhìn lời cho bà. Em xin nhìn lời cho bà. Đâu, trời, con nó giơ tay trước anh luôn rồi. Anh sao đó? Anh sao bé luôn rồi. Con nói gì đi con? Con nói sao nè? Con đứng lên. Dạ, con thấy rất là vui. Vui. Và lần này là lần cuối cùng con sẽ không còn được gặp mấy bạn ở thử thách lớn khôn mùa 2 nữa. Mình vẫn được gặp con nhau mà. Không biết là mùa 3, vẫn mời là vẫn đây vẫn là ngày cuối của mùa 2. Mình vẫn có thể gặp nhau sau này mà, ở ngoài chương trình mình có thể hẹn nhau đi chơi, đến nhà nhau chơi mà. Tại vì con thích qua nhà Lina nhưng mà nhà Lina ở Hà Nội lộn cho nên phải mất thời gian. Sau này sẽ cố gắng gặp nhau nhiều hơn nhá. Khi nào mà Lina vào Sài Gòn là mình sẽ gặp nhau liền từ tí luôn. Hoặc là nếu mà Queenie ra Hà Nội là mình đến nhà Lina chơi nhá. Okay. Thật sự ra là anh là cái gia đình đầu tiên bước vào cái chỗ này. Anh rất là bất ngờ là bởi vì chương trình quá là chỉnh chu và cho mọi người thấy được những cái hình ảnh ngay từ những cái tập đầu tiên. Thì nhớ Khoi Bình khóc và nhớ những bạn này lúc đầu rụt rè rồi kia không dám làm quen với nhau. Thì đó là những khoảnh khắc mà thực sự đi đến bây giờ thì mới bắt đầu cảm thấy mình thôi bắt đầu tiếc bởi vì sắp chia tay nhau rồi. Em thấy là cái sự trưởng thành của Bona ngày một khác lắm luôn á, giống như là chỉ cần có vài tuần thôi là Bona bây giờ đã trở thành một người rất là khác, lớn khôn hơn, hiểu chuyện hơn, biết cách chơi với anh chị hơn. Chứ lúc đầu là nói chung là em muốn bỏ ngang nửa chừng. Em có nói với Hưng là thôi bây giờ xin chương trình không tham gia nữa, tại vì thấy Bona không thể nào mà đáp ứng được hết những cái yêu cầu của trò chơi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã vượt qua ba mẹ lớn khôn và bây giờ con cái cũng lớn khôn luôn rồi. Yeah. Thử thách lớn khôn không chỉ là nói dành cho các bé đâu mà thấy mọi người có vẻ ủng hộ như kiểu là đây là một cuộc tập huấn cho ba mẹ vậy á. Hùng Tâm ơi, Hùng Tâm, con thấy sao? Đây là hôm cuối rồi đấy, vui hay buồn? Buồn. Buồn à? Sao buồn? Không gặp được các bạn. Sau này con còn muốn gặp lại mọi người không? Có. Con muốn gặp ai nhất ạ? Yeah, Queen. Sau chương trình này là mỗi một tuần là chú qua nhà con 3 ngày chú học hát đó, chứ ở đó mà không gặp. Anh Quân ơi, hình như là anh là người nuối tiếc nhất. Anh cũng muốn gặp ai anh cũng lên kèo đúng không ạ? Sắp hết chương trình rồi, xin được cái gì thì mình xin thôi chứ giờ lấy. Chị Phương thì không biết là sau khi mà mình đã trải qua một chặng đường có rất nhiều thử thách cùng với con mình và gia đình mình và cùng các gia đình khác thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Đầu tiên là cảm thấy hơi lẻ loi. Thế ai cũng có đôi có cặp, mình có mỗi hai người. Không sao với con được,
Thì đấy là cảm giác đầu tiên. Rồi cái kỷ niệm mà Phương cũng sẽ nhớ rất nhiều, đấy là cái buổi sáng như hôm nay, khi mà mọi người chơi những cái trò rất là buồn cười. Thật sự đấy là, tôi nghĩ đấy là một cái game mà vui nhất, mà khiến cho mọi người cười nhiều nhất ở trong chương trình. Thật ra là ngày hôm nay thì muốn mọi người tận hưởng những cái phút giây bên nhau, giữa các gia đình, bên các bạn nhỏ với nhau. Thành ra là chương trình có một cái thử thách rất là vui lúc sáng nay. Mọi người còn nhớ không ạ? Đó chính là thử thách thực hiện một cái sản phẩm MV cùng với nhau. Thì không biết rằng là mọi người sáng nay có gặp khó khăn gì không ạ? Quá nhiều khó khăn. Quá nhiều khó khăn, mời gia đình Mona. Nói chung là Mona không có hợp tác và Mona cứ nằm dài ra, xong rồi đầu đi ngủ. Rồi ngay cả việc mà ba kêu ba mẹ ẵm cũng không chịu nữa. Xong rồi hoàn thành cái thử thách này rất là khó khăn, có thể là giống như là mấy ngày đầu mình tham gia luôn á. Ở đây có một main dancer, một nhân vật chính sáng nay bảo là con rất tự tin là con nhảy đẹp. Thì mời Quinny. Chú ơi, chú đừng chạm vào tổn thương của con từ sáng tới giờ. Tỏ lên, không sao con, mạnh mẽ lên. Không sao, mình nhảy vui là được đúng không? Thật ra là mình nghĩ các bé không nói thôi, nhưng mà chắc là biết đây là cái thử thách cuối cùng hay sao á. Cho nên là cảm thấy là bị tụt mood, bị sẽ không còn gặp các bạn nữa, sẽ rất là buồn với cái thử thách này, cho nên là không có vui. Nhưng mà không sao con ha. Mình sau này mình còn gặp nhau nhiều ha. Bây giờ Nicky nghĩ rằng là sau những cái chia sẻ vừa rồi thì mọi người cũng đang rất là háo hức xem cái thành phẩm của mình. Có nhiều người thì không muốn xem, nhưng mà có nhiều người thì rất muốn xem rằng là những gia đình khác và gia đình mình đã thực hiện nó ra làm sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thành phẩm. Con thường hay nói lúc lên khôn trưởng thành sẽ lo cho gia đình. Yes, yes, yes. Được bố mẹ yêu thương nên con phải chăm học, mai sau phải thật thông minh. Perfect. Có một câu hứa lúc tương lai thành tài sẽ phiêu lưu hành trình. Let's go, let's go. Ngại gì khó khăn đâu, cả nhà luôn bên nhau, điều đó giúp con sẽ lớn khôn hơn. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Quá tuyệt vời. Dễ thương quá. Vừa xem xong thì chị Phương đã khóc rồi. Chắc một hành trình đến mình cứ tưởng là nó cũng bình thường thôi, nhưng tự nhiên xem thì bao nhiêu giống như là nó dội vào làm cho mình ứa nước mắt. Bình thường là có bố có mẹ thì cũng sẽ đỡ hơn, nhưng mà ngày hôm nay chỉ có hai mẹ con thôi, nhưng mà tất cả những hình ảnh ở trên đây, kể cả gia đình tất cả mọi người nữa, em thấy rất là dễ thương. Em ngồi em cứ quắn quéo lại với nhau ấy, kiểu là trông siêu dễ thương luôn ý. Trong gia đình nào cũng có một cái nét rất là riêng, và em không nghĩ rằng là mọi người lại điêu luyện đến như vậy. Quinny ơi, tại sao con lại buồn trong khi là nhà con làm quá tuyệt vời luôn? Vỗ tay. Đúng rồi, thấy là Quinny làm hay lắm luôn á. Ai cũng nói là trời ơi, 5 phút, 10 phút. Nói thiệt luôn, chắc phải 2 tiếng hơn á. 2 tiếng để dỗ. Đúng rồi. Là quay là 5 phút. Chính xác. Hồi nãy em muốn rớt mắt rồi, tự nhiên chị Phương khóc. Em nói chị ơi đừng khóc chị ơi. Tại vì thật ra là có rất là nhiều khoảnh khắc mà mọi người trải qua, nhưng mà mọi người mệt quá hoặc là mọi người vội vã quá chưa kịp nhớ. Bây giờ thì chương trình Thử thách lớn khôn sẽ tổng hợp lại trong clip hành trình của chúng ta. Xin mời mọi người theo dõi.
cái ngày đầu mà Trang có Linh có nói với mình là anh ơi thôi tham dự chương trình này để cho Nì có những cái kỷ niệm. Mà thật ra thì đúng ra là tới ba mẹ cũng có kỷ niệm luôn chứ đừng nói riêng gì Nì. Trong một cái thời gian rất ngắn mà thay đổi được Corbin rất nhiều. Corbin đã dám vượt qua được cái vùng an toàn của Corbin luôn. Linh lúc nào cũng tỏ một cái tình cảm là rất là yêu mẹ. Thỉnh thoảng là ôm chầm lấy mẹ xong rồi hôn mẹ. Rồi thỉnh thoảng lại nói là mẹ ơi con yêu mẹ quá. Rồi thỉnh thoảng lại giả vờ lắm con mèo. Rồi mèo mèo giúp vào lòng mẹ. Thì đó là những điều mà nếu mà không có chương trình thì cũng không dễ mà có được. Điều mà Nhân cảm thấy rất là quý đó là qua cái chương trình này gia đình của Nhân khăng khít hơn. Hai đứa kiểu như là hiểu đấy, nhau hơn đúng rồi, không? Kiểu không phải là cho Bona lớn khôn mà cho cả ba mẹ đều lớn khôn. Mỗi cái thử thách đều mang một cái ý nghĩa rất là riêng và đều có đem lại một cái giá trị. Mình được nhìn thấy cách dạy dỗ con của các gia đình khác. Mình có thấy được trực tiếp những tính cách của những đứa trẻ. Nó sẽ có những cái đặc điểm rất là khác nhau, rất là màu sắc khác nhau để mà mình học hỏi lẫn nhau. Rồi thấy cũng cho mình nó nhiều cung bậc cảm xúc và nhiều cái sự này kia đối với con của mình. Rất là hạnh phúc tại vì được tham gia chương trình, được mời, được gặp gỡ tất cả ekip, được gặp gỡ các gia đình. Có mọi người là một kỷ niệm trước rất là đẹp trong gia đình Bubble. Với thử thách lớn khôn mùa 2, được đồng hành cùng các gia đình trong suốt một cuộc hành trình cũng chính là những tháng ngày rực rỡ nhất và nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Quãng thời gian tuy không dài nhưng chắc chắn vô cùng đáng nhớ này sẽ là hồi ức đẹp trong ký ức tuổi thơ của các con và là thước phim quý giá về quá trình con trưởng thành đối với các ông bố và mẹ. Trước khi hành trình đi đến vạch đích, hãy cùng chúng tôi nhìn lại dấu ấn của năm nhóc Tỳ tại mùa 2 này nhé! Cùng mở đầu với Queenie, cô bé 6 tuổi luôn mỉm cười và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Vốn là chị cả thâm niên, nên ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Queenie đã thể hiện bản lĩnh của một người chị khi luôn vỗ về, an ủi, quan tâm các em. Người lớn nắm tay người lớn, người nhỏ nắm tay người nhỏ. Đồng thời cũng là chất kết dính gắn kết mọi người. Mình không nghĩ là bé này lại rất là song sái, cái kiểu như là em ơi em yên tâm đi, có chị đây rồi, chị không sợ gì đâu. Mẹ ơi mẹ phải như thế này, bắt con kia, bắt con nọ. Thế kiểu như là trời ơi con mình lớn con, lớn xác, già đầu vậy rồi mà nó vẫn còn rất là con nít, rất là trẻ thơ. Cô bé còn gây ấn tượng với những biểu cảm khó đỡ và sở hữu cho mình bộ sưu tập các câu nói chất như nước cất. Không sao, thắng thua gì không có quan trọng, huề là quan trọng nhất. Thế nhưng trong nhiều khoảnh khắc, Queenie cho thấy mình là cô bé hiểu chuyện, có những suy nghĩ chín chắn và luôn yêu thương gia đình, bạn bè. Sáng thì lấy những đồ trong nhà này thôi, không được lấy mang gia đình con. Sự trưởng thành của cô bé chính là việc vượt qua rào cản của sự ngại ngùng và mắc cỡ để ba Quân và mẹ Trang thấy được những khía cạnh rất mới của cô bé. Cái ngày đầu tiên khi mình này trả lời phỏng vấn cô chú thì rõ ràng là này vẫn còn e ngại, ngại ngùng này kia nọ, nói chuyện nhí vô miệng. Nhưng mà tới thời điểm này thì khi mà con đang quan sát con thì có vẻ như là tự tin hơn, biết nói ra suy nghĩ của mình hơn và biết diễn giải, diễn đạt nó cho người ta hiểu cái ý mình muốn nói hơn. Queenie vui tươi, hài hước, giàu tình cảm và có chút hào sảng này chính là chiếc kính vạn hoa đa sắc của thử thách lớn khôn mùa 2. Dấu ấn tiếp theo tại thử thách lớn khôn chính là cậu bé Hùng Tâm. Ban đầu, Hùng Tâm được biết đến là một cậu bé ít nói, kỷ luật và có phần trầm tính. Nhưng khi tự mình đối diện với những thử thách của chương trình, Hùng Tâm lại cho thấy được sự bản lĩnh và mạnh mẽ vượt xa số tuổi của mình. Và khi cuộc chơi dần quen thuộc hơn, sự hoạt bát, năng động và hồn nhiên của cậu bé dần bộc lộ ra. Thứ nhất là mình thấy được là con của mình có cái sự chia sẻ đối với người khác, đối với bạn bè, đối với em. Rồi thứ hai nữa là có những cái cung bậc cảm xúc mà mình tưởng rằng là mình cứ nghĩ con mình hiền quá đó, nó không có một cái sự phản kháng, thì mai có được nhìn thấy là có những cái sự phản kháng của cháu. Chú thì chỉ thấy con vậy thôi chứ thực ra con dữ lắm đó.
Rồi cái thứ ba nữa là cái sự giống như là mình chơi hết mình á, cái sự vô tư á, chơi hết mình. Nhưng ở đây không phải là cái chuyện thắng thua mà bạn sẽ chơi hết mức mà bạn có thể. Hùng tâm chính là màu sắc nhu hòa nhưng không nhạt nhòa trong bức tranh tổng thể của thử thách lớn khôn mùa 2. Trời, giống như hành gia. Nối tiếp hành trình, không thể thiếu bông hồng lai Lina. Cô bé với cá tính độc đáo, đầy tự lập, luôn lắng nghe và giỏi quan sát trong mọi thử thách của chương trình. Đừng ai nghĩ Lina ít nói nhé, vì bên trong cô bé đang là cả một bầu trời câu hỏi và chính Lina đang tự mình trả lời để phân tích những tình huống hay những thử thách được chương trình đưa ra. Và cũng đừng ai nghĩ là Lina lạnh lùng nhé, tuy có hơi e dè nhưng Lina vốn rất ấm áp như thế này đây. Và cô bé cũng đã gây dựng được một tình bạn tuyệt đẹp với chị cả Queenie nữa đó. Mỗi ngày con đều còn xác nhận lại những gì mà mẹ quan sát con là đúng, về sự tự lập, về sự tự tin và tự chủ và tự giác về rất nhiều thứ, đặc biệt là cái sự tự chủ của con mỗi ngày một tốt hơn. She seems to be quite adaptable to whatever task or challenge or activity or whatever it is. Yeah, it's nice to see her act without us telling her what to do or being there to catch her or to guide her or to whatever. You know, she has to think for herself. You know, it's always, as a parent, you're always wondering how does the child think and do when you're not around. So interesting to watch. Lina thường đắm mình trong thế giới riêng và quan sát, phân tích mọi tình huống dưới góc nhìn của cô bé. Điều này mang đến một Lina khác biệt nhưng vô cùng đặc biệt. Gây ấn tượng với biệt danh siêu quậy mùa hè là cậu bé Corbin. Nhớ lần gặp đầu tiên, Corbin còn khóc nức nở khi thấy xung quanh toàn người lạ. Thế mà chỉ tới lần ghi hình tiếp theo, cậu nhóc đã bắn tim thân mật với cả ekip, rủ rê anh Hùng Tâm, quan tâm, hỏi hàng em Bona và ghi dấu ấn tại chương trình bởi những hành động siêu đáng yêu của mình. Cô bé khủng đau với lại đóng bè. Rồi, về nhà diệt sắp khúc này giùm tôi nha. Từ một cậu ấm được ba mẹ bảo bọc, nay Corbin đã dám thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Thử thách lớn khôn đã chứng kiến rất nhiều lần đầu của Corbin. Lần đầu lội bùn, lần đầu bắt vịt, lần đầu học võ và lần đầu thử rời vòng tay ba mẹ. Từ trước tới giờ đi, Corbin là chỉ có ăn rồi ngủ ở trong vòng tay ba mẹ, được bao bọc, khá là bao bọc. Mà lúc mà đi cái đập bắt cá đó với bắt vịt đó thì em ngủ ở chòi. Xong rồi em rất là kiểu rất là thích, em thích. Mà mình ba mẹ lại nghĩ là em sẽ không bao giờ ngủ được, kiểu như ngủ dưới chiếu, nằm dưới chiếu không có gói không có gì hết. Mà em ngủ rất ngon luôn. Giống như là con mình cũng thích nghi được, với lại môi trường nào cũng thích nghi được. Mà cái điều đó là cái điều mà mẹ rất muốn. Mẹ muốn hướng con như vậy nhưng mà mẹ chưa có cái cơ hội để mẹ làm điều đó. Và đó cũng chính là mong mỏi của những người làm chương trình. Với những nỗ lực mang đến thật nhiều trải nghiệm để thế giới của cậu bé được phong phú và mở rộng hơn. Đồng thời cũng giúp ba Fabo và mẹ Ni khai phá hết được những khía cạnh còn ẩn giấu ở bên trong Corbin. Sau này lớn lên, Corbin hãy xem lại những thước phim này để thấy được sự trưởng thành từng ngày của bản thân như thế nào nhé. Cuối cùng phải kể đến bé út ngọt ngào Bona. Cô bé hay xí hổ, bẽn lẽn nhưng lại vô cùng can đảm. Bona còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những lời nói, thử thách mà cô bé đang đối mặt. Nhưng điều đáng khen là Bona luôn kiên cường, từng bước một vượt qua những thử thách tại chương trình và chinh phục mọi người bởi sự đáng yêu hết nấc của mình. Nhưng hơn hết, thử thách lớn khôn không chỉ là trải nghiệm đối với chỉ mình cô bé mà còn là cột mốc thực sự đáng nhớ với cả ba Hưng và mẹ Nhân. Qua những cái thử thách ấy, qua những cái câu chuyện trong chương trình ấy thì Hưng và Nhân cảm giác là được hiểu nhau hơn. Có những cái câu chuyện mà mình sẽ từ trước là mình chưa chia sẻ với nhau thì mình sẽ thoải mái mình chia sẻ hơn. Thì Hưng nghĩ là sau cái chương trình này thì Hưng và Nhân sẽ kiểu như là gắn kết hơn.
gia đình mình hạnh phúc là vì chương trình này á. Được đồng hành cùng gia đình nhỏ Bona cũng chính là hành trình hạnh phúc nhất. Và Bona chắc hẳn là một thiên sứ của hạnh phúc, vì bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của cô bé dù ở bất kỳ đâu hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ khiến mọi người thấy được yêu thương và gắn kết. Đó chính là một siêu năng lực khiến bé Út Bona luôn nhận được sự quan tâm tuyệt đối từ đại gia đình thử thách lớn khôn. Bona bây giờ đang trong cái giai đoạn là bắt đầu quen dần với mọi người, thì chương trình cũng đã sắp kết thúc rồi, đúng không? Nhanh cũng nhanh ghê. Thôi em sẽ nhớ các anh chị và các bé lắm á. Năm cô cậu bé, năm độ tuổi, năm màu sắc, năm cá tính gặp nhau dưới mái nhà chung của thử thách lớn hơn. Wow, chương trình gì mà nhiều đồ chơi dữ vậy trời. Hành trình này càng ý nghĩa hơn khi qua đó các bé được gắn kết, tạo nên những ký ức vui vẻ, ươm mầm nên những tình bạn đẹp đẽ. Đội màu vàng là kiểu gì? Đội màu xanh lá cây là ai? Anh Quang. Chính xác. Đội màu hồng là chị gì? Ia. Thế còn đội màu cam là ai? Bé gì? Bồ Nha. Chính xác. Dạ, cảm ơn các bạn rất nhiều đã chơi cùng Hồng Tâm. Riêng với thử thách lớn khôn thì con không bao giờ quên. Đây là nơi các ông bố, bà mẹ nhìn thấy được những thiếu sót cũng như sự trưởng thành từng ngày của con, nhìn thấy con trải nghiệm những điều mà chưa từng được thử trước đó. Đúng là phần lớn nó đều là những kỷ niệm đẹp và những cái trải nghiệm vui. Còn cái gì mà nó chưa tốt thì phần lớn nó xuất phát từ cái thiếu sót của cái người làm ba, người làm mẹ. Thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm để mà mình có một cái gì đó tốt hơn cho cái tương lai. Đây chắc chắn là một ký ức quý giá cho cả gia đình. Trong chặng đường đồng hành và nuôi dạy con còn rất dài ở phía trước. Mai này khi bước vào tuổi trưởng thành, con sẽ có hướng đi cho riêng mình. Nhưng chắc chắn dù con là ai, là ông này hay bà nọ, thì con vẫn luôn mãi là thiên thần bé bỏng trong trái tim ba mẹ. Con ơi, cảm ơn con vì đã đến bên ba mẹ. Gửi con gái của mẹ, bố này yêu dấu trong tương lai. Nếu mà sau này mà con lớn lên, con có xem lại chương trình này, con thấy được là gia đình mình đã trải qua những thử thách như thế nào. Con đã thể hiện những cử chỉ rất là yêu, khiến cho mẹ cảm thấy rất là tự hào. Khi mà con lớn lên, dù con có trưởng thành, thì con vẫn là em bé Bona của mẹ. Vẫn luôn yêu thương ba mẹ như những ngày đầu của con nhé. Bona của ba là một người rất là ngoan, rất là dễ thương, rất là sống tình cảm. Ba mong sau này là lúc nào con cũng là một người sống tình cảm như thế. Cả cuộc đời này ba chỉ mong một điều mà ba mong muốn nhất, đó chính là sức khỏe của con. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh là muộn phiền của ba mẹ đều tan biến hết. Sau này con dù con có thích yêu thích nghề gì hay làm nghề gì ấy, thì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ. Ba mẹ không bao giờ phải ép đặt hay con hay là phải làm một cái gì mà con không mong muốn cả. Là tình cảm của bố mẹ dành cho con là gọi là mẹ không biết diễn tả như thế nào, và mẹ tin là con cũng thấy được cái tình cảm lớn đó của bố mẹ với con. Mẹ nghĩ là con sẽ tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất. Khi mà con lớn lên á, con xem những cái thước phim này á, thì mà má chỉ có mong là hung tâm thật là vững chãi, chỉ dạy của ba mẹ là một cái hành trang cho con. Nhưng cái quyền quyết định và chịu trách nhiệm của cuộc đời con là chính con. Và khi nào cũng vậy, luôn luôn là bảo vệ và yêu thương em của mình. Đó, mimi, mà có thể là thêm ai đó. Và chắc chắn là chỉ có gia đình sẽ là cái người mà con tin tưởng nhất để con chia sẻ và bảo vệ. Luôn luôn ở sau lưng con á. Ba chỉ muốn là Nì sống theo đúng cái con người của Nì như thế nào đó thì Nì cứ sống đúng như vậy. Tại thời điểm này thì ba mẹ chỉ đóng cái vai trò là khai phá ra cái bản chất của con là người như thế nào. Và thật ra mà nói thì cũng chỉ định hướng cái cốt lõi của con người nó quay về cái chữ thiện là được. Mẹ muốn nói với Nì là mẹ hy vọng là bé này của mẹ sẽ luôn luôn lúc nào cũng thiệt là vui vẻ, thật là hồn nhiên, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Và con cứ vô tư mà làm tất cả những điều con thích, bởi vì luôn luôn lúc nào cũng sẽ có ba mẹ ở bên cạnh của Nì. Mẹ rất là yêu con. Đối với mẹ nó là một cái món quà quá là tuyệt vời, quá là to lớn luôn. Con là lý do để cho mẹ phải cố gắng và mẹ phải trưởng thành hơn. Tại vì ba và mẹ phải cùng nhau cố gắng rất nhiều.
để cùng nhau để lo cho con. Ba mẹ luôn muốn dành những cái gì đó thật là tốt nhất cho con. Tuy rằng là như vậy nhưng mà ba mẹ sẽ chỉ là người ở phía sau đồng hành với con thôi. Tất nhiên là ba mẹ sẽ cho con những cái lời khuyên đúng đắn theo cái kinh nghiệm sống của ba mẹ có. Nhưng mà ba mẹ sẽ vẫn luôn tôn trọng cái kiến khoan nhất. Và tin là Bình sẽ là người thông minh để biết là cái nào đúng cái nào sai. Ngày năm con 22 hãy vang lời ca của con muôn mày. Mang tình yêu thương con đang giữ nhân ra tòa khắp muôn phương chân trời. Sẽ thật lớn vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vơi. Dù bao nhiêu tuổi Bình cũng sẽ luôn là đứa con nhỏ trong lòng của ba, ba sẽ luôn ở đó bảo vệ và che chở cho Bình. Luôn yêu con và không bao giờ có sự thay đổi con trai. Cả mẹ và bố sẽ luôn luôn ở bên cạnh con để khuyến khích con và động viên con và ở bên con, hỗ trợ tinh thần cho con trong bất cứ việc nào mà con muốn làm ở trong cuộc sống này. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ và lúc nào cũng là bờ vai đứng bên sau của con và yêu con. Cho dù này có như thế nào thì con vẫn mãi là bé yêu của ba mẹ. Địa cầu là một hình tròn, vậy nên thế gian xoay vòng. Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi. Vậy nên sau nếu con có rời con xa chốn đây, ba ba mà mãi là em sợ và đứng chân chưa, vì đi cũng là để trở về. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Không, thật sự là em cảm rất cảm động. Bây giờ mắt em nhòe đây, em không nhìn thấy cái gì nữa cả. Lúc này là em kìm lắm ấy, mỗi lần mà em cảm, tại vì em chưa bao giờ em khóc ở trên một cái show nào hết á. Thậm chí là ở đây là em mới gắn bó với mọi người một xíu thôi, nhưng mà em đã cảm thấy được cái tình cảm của mọi người dành cho nhau rất là nhiều. Dù biết là mọi người có nhiều cảm xúc và mọi người đã thể hiện ra, nhưng mà vẫn muốn hỏi mọi người rằng là mọi người có điều gì sau khi mà xem clip hành trình vừa rồi không ạ? Đừng khóc nhiều nhất câu nào nữa. Không nhiều nói nữa. Ở đây mình trả lời vậy. Dạ vâng. Khi mà tham gia chương trình thì vì với con nên là mình dành rất nhiều thời gian cho con, vì phải dỗ con, phải làm rất nhiều thứ. Nên đôi khi là cái thời gian mà mình quan sát và hiểu với các gia đình khác là chưa nhiều. Nhưng khi mà xem chương trình này thì tự nhiên mình thấy gắn bó và đồng cảm vô cùng với bốn gia đình còn lại. Bởi vì là đã là ông bố bà mẹ thì dù tính cách có khác nhau, hoàn cảnh sống có khác nhau như thế nào, nhưng luôn luôn có một cái chung rất là lớn và không bao giờ mất đi được. Nó mãi mãi trường tồn, nó kỳ diệu lắm, đó là cái tình yêu của mình dành cho con. Còn một nhân vật mà bình thường cũng hay ghẹo mọi người, nhưng mà nước mắt cũng rơi, nghe nói là nước mắt cũng rơi anh Quân. Hả? Anh nữa sao hả? Sau khi xem clip sao bụi anh... bay vào mắt thôi à? Bụi bay vào mắt thôi ạ. Vô tình thôi, vô tình. Thì thật ra là
cũng giống như là chị Phương nói đó, tức là mỗi người có một cuộc sống riêng, mỗi người có một cái công việc riêng, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng và cái cách chọn lựa riêng, nhưng mà cái tình cảm của người làm cha làm mẹ dành cho con thì mình nghĩ là luôn luôn giống nhau, và nó vẫn là một cái gì đó, nó là một cái điểm giống như Fabo nó đụng như là khóc thôi. Dễ vỡ, nó mỏng manh lắm. Mà thật ra thì cũng hy vọng là chương trình sẽ là một cái kỷ niệm đẹp đối với tất cả mọi người. Thật ra thì Trang cũng nghĩ một cái điều rất là lớn, đó chính là nếu như mà bây giờ Trang không chơi với Này ở chương trình này, mình cũng sẽ không có những cái thước phim để kỷ niệm cùng với bé. Đó là cái lý do chính mà ba với mẹ bỏ công việc và tạo điều kiện cho bé Này được tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình rất là nhiều, bởi vì đưa ra những rất là nhiều những cái thử thách để ba mẹ đồng hành cùng với con. Và thử thách lớn hơn cũng là cuốn gọi là ghi chép lại một quãng thời gian nho nhỏ của các bạn nhỏ, để sau này mọi người có thể cùng nhau xem lại thôi. Cô quay trở lại với anh Fabo. Ok. À, tại Quân khóc và trên em đỡ hơn được xíu. Cá nhân em cảm thấy cái quyết định mà để cho gia đình em được tham gia chương trình này là một trong những quyết định đúng đắn từ trước tới giờ. Em từng nói lại chương trình đó là cái thời điểm mà em xem mùa 1 á, em còn ước có khi nào em được tham gia chương trình này không. Và cuối cùng ngày hôm nay em được tham gia đó, và được tham gia với lại những gia đình mà em rất là quý. Đó thì nói chung là em không bao giờ đòi hỏi cái gì mà nó hơn vậy nữa. Đây là những gì mà tốt nhất. Và giống như em nói là cảm ơn mọi người, là một kỷ niệm rất đẹp trong trước của gia đình của em. Cảm ơn ekip, cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quynny ơi, sau chương trình này thì con thấy con thích gì nhất nè? Chơi gì con cũng thích hết. Con thích hết hả? Con chơi gì con cũng thích hết. Nhưng mà bây giờ mỗi tuần mà mình thức dậy mà mình không còn chơi chương trình thử thách lớn khôn nữa thì con thấy làm sao? Con có muốn chơi tiếp không? Con muốn chơi tiếp hả? Con muốn chơi tiếp hả cô chú à? Quay tiếp đi. Quay hay là mình quay tiếp nha. Ngoại chuyện đi mọi người. Ngoại chuyện khoảng 30 tập nữa nhá. Khi mà bây giờ ngày mai con về Hà Nội thì con nhớ ai nhất? Quynny và cá sấu. Ồ, Quynny và cá sấu. Bên kia cũng có một đôi bạn thân cũng hay đòi ngồi cạnh nhau nè. Thông Tâm ơi. Dạ. Con về con nhớ ai nhất? Dạ nhớ Vin. Vin nhất à? Ờ, dễ thương quá à. Mong rằng là sau chương trình này mọi người vẫn có những cái cơ hội và những cái dịp để có thể gặp nhau, ngồi ôn lại kỷ niệm hoặc là tạo ra những cái kỷ niệm mới chẳng hạn. Con Hùng Tâm với cô Bình thì thứ bảy chủ nhật là con có thể qua gặp, nhưng mà Lina thì phải nghỉ hè và mẹ Trang có cái dịp nào đó ở Hà Nội thì con mới qua được. Với Lina ơi, còn lâu lắm, hai đứa mình mới gặp lại nhau. Thì mỗi khi em lúc buồn chị thì cứ bật chương trình thử thách lớn khôn mình coi, nhớ nhớ em từng là bạn. Và đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay.
mục đích chính của buổi tối ngày hôm nay đó chính là lễ trưởng thành của các bé. Tại vì là mỗi gia đình đều có những cái màu sắc rất là riêng nên ekip cũng đã chuẩn bị những bức hình để dành tặng cho các gia đình của chúng ta. Xin mời ạ. Và đầu tiên, hello, xin tặng cho bé Lina. Cảm ơn chú, con nói đi. Màu xanh dương là ai nhỉ? Kobe. Kobe. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Giờ mình biết đâu nào. Đúng tâm nè. Yeah. Tiếp nào, Quinny. Cảm ơn chú. Tiếp theo nào, ai đây? Ai đây? Ai đây? Cô Na. Cô Na nè. Cảm ơn chú đi con. Dễ thương quá. Và Nicky cũng có một hình ở đây à mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah. Tiếp theo sẽ là một cái món quà để mọi người có thể nhớ lại mỗi khi mà nhìn vào món quà này về thử thách lớn khôn, đó chính là kỷ niệm chương của chương trình ạ. Thank you. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Oh, cảm ơn con. Billy. Oh, đáng yêu. Thử thách lớn khôn, cảm ơn Bo Na. Vẫn còn mọi người ạ. Đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, đó chính là lúc mà ba mẹ sẽ gắn những chiếc huy hiệu thử thách lớn khôn lên trên áo của con mình, là để chứng nhận là các con đã lớn thật sự rồi, đã trưởng thành rồi. Cái huy hiệu này. Oh, cài lên người con nhá. Cài cái này lên là con đã chứng nhận là con đã lớn khôn đó nha. Được không? Quá. Con đem cái huy hiệu này nè, con cài đi học cho các bạn thấy luôn. Được không? Đây. Wow, chúc mừng các bạn nha. Nghe đây nè, mình có nhớ không? Con ngước lên đi, con ngước mặt lên đi tóc. Ok. Con muốn cài đâu? Là cài. Cài như tóc á, cài vào đây nè. Áo mà. Yeah. Rồi, thử thách lớn khôn, thơm miệng. Giờ số 1 lên coi bạn. Sau khi các bố các mẹ đã cài hết cho con của mình rồi thì đây là lúc gọi là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các con, đúng không ạ? Mọi người hãy cho một tràng pháo tay lớn được không ạ? Yeah. Thử thách lớn không? Em thấy là mọi người ăn ngon quá nên tự nhiên em không muốn nó ngon như vậy. Em đùa thôi, ý là em sẽ thêm một chút phần sinh động. Đây là một đặc sản, đây không phải đồ ăn nha, đây là một đặc sản chỉ có ở thử thách lớn khôn thôi ạ. Đó chính là thử thách lớn khôn award. Chúng ta sẽ có những hạng mục và những đề cử, các bé sẽ là những nhân tố ở trong các hạng mục đó, và không biết rằng là mọi người đoán xem là từng hạng mục ai sẽ là người nhận được giải. Ở hạng mục cặp đôi thì chúng ta sẽ không có đề cử, chúng ta sẽ có luôn giải thưởng cho cặp đôi đó. Và chúng ta sẽ đến với hạng mục đầu tiên luôn, đó chính là cặp đôi cùng tiến. Giới thiệu một xíu, đây là một cặp đôi được mệnh danh là chị ngã em nâng. Chị ngã em nâng. Chị ngã em nâng. Quinny. Cặp đôi này thì luôn quan sát và hỗ trợ nhau trong mọi tình huống để chinh phục thử thách, và đặc biệt là cũng đang ngồi cạnh nhau luôn. Và giải thưởng cặp đôi cùng tiến đã thuộc về cặp đôi Hùng Tâm và Corbin. Lên nhận thưởng này, lên thưởng, lên những giải kìa, hai đứa lên đi. Rồi. Anh ngã em nâng mới đúng chứ anh. Thì đó, nhà thơ mà, nên mình đâu có thể nào mà trách được. Đúng. Mình đang nghĩ, ủa, cái này là chị ngã em nâng chắc chắn là của Quinny với lại Lina rồi, hoặc là với lại em bé Pona rồi. Xong cuối cùng tự nhiên hai anh em được lên trao giải. Đây là phần thưởng cho hai con nha. Con mẹ nói với chú. Nhớ thích không? Rất yêu thương nhau nha, nhớ là đi chơi đây. Hai anh em ôm nhau đi. Mình ôm cái mình. Ôm cái mình. Thật sự là điều hiển nhiên thôi, bởi vì trong chương trình chỉ có hai anh là con trai, mà hai bố thì lại chơi thân với nhau từ lâu nữa. Cái danh hiệu này á, là chắc là Nghiệp nghĩ rằng là cũng từ hai bố truyền đến con, rồi hai con giống như là thay mình tiếp nối một cái thế hệ tiếp theo vậy đó. Chúng ta sẽ đến với hạng mục số 2, đó chính là cặp đôi kháng khít. Cặp đôi đã nhanh chóng bắt được tần số của nhau từ những ngày đầu tiên, giây phút đầu tiên, và vẫn gắn bó thân thiết dù khoảng cách về địa lý. Nghe là mọi người đoán được rồi đúng không ạ? Mọi người đoán là cặp đôi nào ạ? Quinny, Lina. Dễ thương. Mời hai con lên nhận thưởng. Lên nhận quà đi con. Tại vì con có chơi thân với Lina từ lâu rồi, cho nên
con được cái giải đó với Lina. Đây, của con đây, của Lina đã. Đây, của Vinh mình trước nha. Của Lina nè. Ôm chị cái, hai chị em ôm nhau cái nào. Đáng yêu quá. Tiếp theo sẽ là một hạng mục mang tên cặp đôi được yêu thích nhất. Đây là cặp đôi đã khuấy đảo cộng đồng mạng. Mỗi tương tác của hai bé đều làm sao xuyến con tim của khán giả. Dạ vâng, chắc là mọi người cũng đoán được đó là cặp đôi nào đúng không ạ? Bonacomen. Không để mọi người đoán nữa, tại vì là mọi người biết hết rồi. Xin chúc mừng cặp đôi Công Viên Bona. Cặp đôi hiểu rất nhất là đúng rồi. Tôi đó thì tôi còn mê thôi. Tôi còn mê thôi. Trời ơi, hôn má thì mọi người hôn môi. Bạo quá, bạo. Bạo quá. Tôi chỉ nghĩ là hôn má thôi. Dễ hơn cực kỳ luôn á. Đây. Cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú chưa các bạn? Bữa nay cảm ơn chưa? Rồi dắt em về, dắt em về. Các bạn dắt em về đi. Sau những giải thưởng của cặp đôi thì chúng ta sẽ đến với phần hạng mục solo. Đây là những giải thưởng một mình của từng bé. Đầu tiên, giải thưởng dành cho cô bé tỏa nắng. Tuy bề ngoài có phần lạnh lùng nhưng mỗi khi em bé này cười lên sẽ khiến mọi trái tim tan chảy với sự ngọt ngào và tỏa nắng của mình. Chúng ta sẽ có những đề cử như sau. Xin mời. Đây, thật ra là cô bé nào trong danh sách này cũng đều tỏa nắng hết. Nhưng mà có một cô bé thì đúng với miêu tả, đó là tuy bề ngoài có phần lạnh lùng. Lina. Ai là người lạnh lùng nhất trong ba người ba cô bé này ạ? Xin chúc mừng Lina. Phương cảm thấy rất là cảm động với việc là chương trình nhận ra điều đó ở Lina. Bởi vì mình quá quen với điều đó nên là mình cũng không tìm ra được những cái đặc điểm riêng có của con. Cho nên khi mà tham gia chương trình thì các cô nhận ra rằng Lina là một cô bé bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng mà thật ra bên trong lại rất là ấm áp. Cái đó thì Phương sẽ không bao giờ nhận ra một cách rõ rệt với một cái câu rất là ngắn gọn như vậy. Cho đến khi tham gia chương trình thì mọi người nhìn thấy bé là như vậy và Phương thấy chính xác quá. Đó chính là Lina. Vì Lina vốn dĩ là đã nhìn thấy Lina đã thấy tỏa nắng rồi. Lina quá xinh luôn. Con cười cho chú xem một cái nào. Đáng yêu quá. Đây. Chúc mừng con, cô bé tỏa nắng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến hạng mục tiếp theo. Hạng mục mang tên thanh niên nghiêm túc. Đây là một em bé với vẻ ngoài đầy lạnh lùng nhưng đầy sự nghiêm nghị và quyết đoán. Cũng không thiếu những cử chỉ vô cùng ấm áp và tinh tế. Ok, và những đề cử đó chính là Kobe, Hồng Tâm và Lina. Vậy ai sẽ là thanh niên nghiêm túc? Wow. Khi mà cần tập trung thì cực kỳ là đúng là nghiêm túc. Bà phải làm cho bằng xong. Nghĩa là cái người rất là trách nhiệm á. Theo theo em cảm thấy là cái danh hiệu đó nó vô cùng hợp với Hùng Tâm. Thầy cảm ơn chú. Còn nghiêm túc không? Thanh niên nghiêm túc không? Nhìn cái quả tóc này là biết nghiêm túc rồi. Rồi uy tín lắm. Chúc mừng con. Thanh niên nghiêm túc. Tiếp theo sẽ là mục công chúa kẹo ngọt. Đây là giải thưởng dành cho em bé mà mỗi khoảnh khắc dù khóc, cười hay là dỗi, nếu máu đều là một viên kẹo ngọt được tìm biết bao nhiêu người. Và hạng mục của chúng ta sẽ bao gồm. Ủa tại sao có Kobe? Sao có Kobe vậy? Sao có Kobe vậy?
mọi người đừng quên rằng là người viết ra cái này vẫn là nhà thơ. Là một cây làm chẳng nên non gì đó. Một đó cây làm chẳng nên non, năm nhà chụm lại. Đi tìm chìa khóa. Đi tìm chìa khóa. Anh mà nghe là kêu ảnh công chúa là anh sẽ khóc vào lúc đó đó. Lúc mà cái công chúa là ba mẹ Ni với ba Bô nhìn nhau nè, kiểu như đánh trống lại cho ảnh quên đi á, chứ mà ảnh nghe mà công chúa mà có hình ảnh là lúc đó là mệt mỏi đó, dội tới sáng luôn á. Và người đạt giải công chúa kiều ngọt đã thuộc về Buna, bé Buna, bé Buna. Cái tên công chúa kiều ngọt đó em thấy rất là phù hợp với Buna. Thứ nhất là Buna thích công chúa, mà bây giờ cái danh xưng công chúa kẹo ngọt đó có chồng khi luôn. Có khi là sau này Mona xem lại Mona thấy là hồi lúc trước con được danh xưng là một công nàng công chúa kẹo đây ngọt. Kẹo ngọt là rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu, đâu phải ai cũng có một cái bằng, cái kỷ niệm chương mà để tên mình xong rồi để công chúa kẹo ngọt đó, rất là quý giá luôn. Đây của công chúa kẹo ngọt nhé. Cảm đây chú. Đây chú cầm về cho không rớt, đi đi nào, đi. Cảm ơn chú. Tiếp theo nào, một hạng mục rất là dễ thương mang tên là vitamin năng lượng. Đây là giải thưởng dành cho em bé luôn đầy sự tích cực và lan truyền những niềm vui hạnh phúc đến mọi người. Ai là người hay cười, ai là người trời, mạnh mẽ, trời ơi, tự đề xuất, tự đề xuất mình luôn. Chú đó nói em sẽ ăn cười nhiều nhất là con thấy ai cũng ít ít hết á, mỗi khi chụp hình mới cười, còn con là cười hoài, mẹ chọc con cứ cười. Quyên-y, Cơ Biển và Hồng Tâm. Giơ tay, phải giơ tay, giơ đâu giơ. Mọi người hãy hô to tên của người chiến thắng được không ạ? Quyên-y dễ thương. Chúc mừng vitamin năng lượng nhá. Luôn vui vẻ, luôn cười thật tươi nhá. Tiếp theo đến mục em bé lớn khôn. Ai lớn khôn rồi? Ai lớn khôn giơ tay lên. Đây là giải thưởng dành cho em bé mà chúng ta thấy rõ nhất chặng đường mạnh mẽ bước ra khỏi vỏ bọc giới hạn an toàn của bản thân để chinh phục thử thách mới. Lại lăn quốc đi. Đề cử nào cũng có cô Bình luôn. Tất cả các em bé của chúng ta thì đều lớn khôn hết. Nhưng mà có một người mà đã phá vỡ rất là nhiều giới hạn. Wow. Và đã rất là trưởng thành. Và xin chúc mừng. Mẹ thấy nha, là chương trình tại sao mà có thể nghĩ ra được đúng những cái tên mà nó rất là trùng khớp với hôm qua mọi người cũng nói luôn á, hôm qua mọi người đều nói theo đúng tính cách của em bé đó luôn. Và đúng giống như là sau cái chương trình đó là em bé lớn khôn là đúng như Cơ Biển luôn. Cơ Biển là khác hẳn luôn á mọi người, mẹ bất ngờ luôn á. Ôm cảm ơn chú đi bên hôn chú cái trời ơi, tiện ôm chú hôn chú cái hôn chú cái trời ơi con vương quá à. Yes sir. Công chúa quá các anh chị, đúng gặp lại các anh chị. Bắn cái gì đi con? Bắn tim cái bắn ra con, bắn tim luôn cái gì, bắn cái là bụng. Và thật sự thì thử thách lớn khôn là một hành trình nho nhỏ trong cuộc đời các bé ở đây thôi. Và chắc chắn là sau này thông qua những cái thử thách mà chương trình đã đưa ra thì các bé cũng sẽ có hành trang và dũng cảm hơn trong những chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Và chắc chắn rằng dù có khó khăn nào đi chăng nữa thì các con nhớ nhá, luôn có bố mẹ đằng sau đúng không ạ? Bây giờ mình quay ra mình ôm bố mẹ một cái nào. Có bé. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Là mẹ đây. Ủa công chúa gì vậy? Dạ đi. Thôi thôi thôi. Mẹ ha.
Qua đây ba mẹ con đâu? Ba mẹ nè. Yêu lắm. Ba mẹ con gái rồi. Ba mẹ con gái. Tất nhiên là bất kỳ một cái cuộc chơi nào mà khi đến cái ngày mà kết thúc á đều để lại những cái lưu luyến ha, những cái mà gọi là vui buồn lẫn lộn, mà nhất là những cái lúc mà mình nhớ lại những cái ngày mà đã vừa qua trong những cái tập vừa qua thì mình lại cảm thấy là tại sao thời gian trôi nhanh đến như vậy. Cũng mong là con mình trưởng thành nhưng mà cũng không mong cái đêm tiệc này lắm, là tại vì tới đêm tiệc này rồi thì cô có đồng nghĩa là mình sẽ không tham gia chương trình nữa, sẽ không còn những cái thử thách cho con nữa, cũng không còn gặp những cái gia đình đã đồng hành cùng với mình mấy tuần nay nữa, và quý vị khán giả cũng sẽ không có dõi theo được gia đình của mình nữa, thì mình cũng hơi buồn buồn một xíu. Trong chương trình thì Phương thấy sự lớn khôn nhiều nhất là đến từ các em bé nhỏ, từ hai em Bona với Corbin. Đây nhìn thấy rất rõ từ cái việc là ban đầu các con không hòa nhập được, các con khóc nhiều. Nhưng mà càng đến về cuối thì các con tham gia tất cả các trò chơi và tham gia tất cả các thử thách, và với một cái nụ cười rất là ngây thơ và đáng yêu ở trên môi của các con. Còn với các bạn lớn thì các con biết mở lòng, biết nói chuyện, biết tương tác và biết yêu quý những người xung quanh con. Đây là một cái nơi mà lưu giữ kỷ niệm rất là tuyệt vời cho Bona. Sau này Nhân có thể khoe Bona là à, Bona ơi, hồi nhỏ con có tham gia một cái chương trình như thế này nè. Không phải là ai cũng được tham gia đâu. Và Bona đã trưởng thành như thế này trong cái chương trình này. Đó là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Và Nghiệp rất là hy vọng là sau cái chương trình này thì tất cả các gia đình sẽ có dịp được hội tụ với nhau, gặp nhau và cho các con được chơi cùng với nhau để ôn lại những cái kỷ niệm từ hôm bữa đến giờ. Thật ra là cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, bởi vì quý vị khán giả đã yêu thương chương trình từ mùa 1, cho nên là mình mới có cái cơ hội có mùa 2 và mình được tham gia mùa 2. Thì Trang hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ ủng hộ chương trình để có tiếp thêm những mùa 3, mùa 4, để chương trình có cơ hội tạo ra những cái ký ức tuổi thơ thiệt là đẹp cho mấy bé. Cảm ơn chương trình vì một cái hành trình tuyệt vời như vậy. Giống như là nói hoài là mọi người để nhắc lại một lần nữa là sẽ không bao giờ quên mọi người đâu, từ gia đình cho tới ekip chương trình, và mỗi lần nhớ chắc chắn sẽ tìm trên YouTube thử thách lớn khôn và xem lại cái hành trình này. Chắc chắn là đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời, mình đã hết gặp nhau rồi. Những thử thách của thử thách lớn khôn thì các khán giả của chúng ta chắc chắn là cũng thấy là sự trưởng thành của tất cả mọi người trong thử thách lớn khôn, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả các gia đình cũng như là các bé ở đây trong chương trình. Và chương trình nào rồi thì cũng phải có khúc kết, đúng không mọi người? Nhưng mà mong rằng là mọi người sẽ luôn yêu thích và ủng hộ lẫn nhau, và các bé sẽ luôn yêu mến lẫn nhau và gặp nhau ở ngoài đời nhiều hơn. Và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi cũng như là đồng hành cùng với gia đình. Bây giờ chúng ta cùng nhau hô lại một lần cuối khẩu hiệu của chương trình được không ạ? Được! 1, 2, 3! Thử thách lớn khôn! Thử thách lớn khôn.
lúc lớn khôn trưởng thành sẽ lo cho gia đình. Được bố mẹ yêu thương nên con phải chăm học, mai sau phải thật thông minh. Cao một câu hứa lúc tương lai thành tài sẽ phiêu lưu hình. Let's go, let's go. Ngại gì khó khăn đâu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó giúp con sẽ lên khôn hơn. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Chút nữa.